Người mà hay cười. Ôi trời, cái gì đấy? Nước mắt nước mũi làm sao kìa? Mở hội à? Mình có nhiều cái cũng buồn nhưng mà không dám nói ra. Nhưng mà mình vẫn luôn có một thắc mắc là bà Tuyết Diamond trong bộ của bà combo toa như này mà bà tặng cái gói đùi gà đĩa tí. Mà cháu thích mỗi cái này thôi. Tại cái đùi gà rong biển nên nó khô ăn lắm. Bà có biết là cháu phải tốn bao nhiêu tiền để mua cái đống này về ăn không? Đây thì là sắp ra mắt mà có thấy ra mắt chúa không biết cả mình là. À Dung nha, mày đây là dùng khổ như kế đúng không? Dùng nước mắt nước mũi ép bác bán đùi gà rong biển sớm á. Chưa diễn tới đâu nha, cứ chờ đùi gà rong biển đi. Sắp ra mắt.